Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Tiếp tục là clip mình sẽ review về cái súng được truyền từ đời ông cố ngoại của mình, ông cố nội của mình truyền lại. Thì khẩu súng này có tên là Sterling, mình đã lên Google dịch, dịch được Sterling. Cái này là miễn phí nha anh em, em điểm danh 4 ngày là có thể nhận được cái này. Mới vào lắc, em thông cảm nha, mình không thấy tay của mình nữa cơ mà. Pin gần đây cũng khá là ổn định, mình muốn quay clip thì mình phải kiểm tra lại wifi nha. Đây là ngoại hình của em, nó nhìn khá là khấm. Đây là lựu đạn hình cái đầu vôi bản ở bên Trung Quốc nha. Đấy, đam của nó khá là yếu. Ủa anh Tư, sao lại như thế nhờ? Phải. Này thì láo không chịu cover anh mày à. Mình mới qua bên Trung Quốc chôm được cái đồ vôi bản này về. Đấy, ăn bom đi. Đấy, 100 đam mình đoán đâu có sai. Một pha chở bom thần thánh, ăn được 100 đam của cương thi. Ôi vãi, pha này bị bắt rồi, bị bắt rồi. Mình bỏ ba cua cũng khá là lâu rồi cho nên ba cua lại hơi bị ngáo anh em, xong thông cảm nha. Đây, đấy, có tốc độ tay đạn cũng khá là mượt, khá là nhanh. Đấy, tay đạn khá là chất, chất chơi người dơi. Chú muốn gì, chú muốn gì, anh có hero rồi nha. Chú chỉ cần lại gần mà sờ vai anh thôi, anh cho chú ăn dao quắm ngay. Dao quắm của hero đam rất là to, bởi vì thế hero mới solo được với cương thi này. Đấy, bạn cứ ăn kill đi, mình đứng trên ăn máu cho. Nào, trúng gì nào, sao lại thấy đạn lúc này. Headshot, một kim cương khá là thơm anh em ơi. Biến hero luôn để cho nó hấp diêm mình. Ngáo quá vậy. Phải chết ngay, còn 3 giây. Không chịu mà chạy, còn lao vào đã lắc cơ mà. Đã lắc thì chớ. Đây, cái kiếm này cũng khá là chất, mình có 2 cây. Mình nâng mắt cả 2 cây luôn. Nhìn nó khá là chất. Đổi súng không? Hai thanh niên viết này, có viết thì không lo bắn đi, cứ treo. Đổi với tôi à. Mình thì súng khắm như thế này, ảnh súng ngon chắc chắn thì sẽ không đổi với mình đâu. Mình biết, nhưng mà mình sẽ đang làm cái clip về cái súng này, mình sẽ không đổi với ai. Đây, mình test thử cái bom này nha. Ôi sao lên không lên kêu nhỉ, em bom như xịt à. Nào, lên đây, mày lên đây, mày lên đây, anh chính thức thách thức chúng mày luôn. Chúng mày đâu rồi, hồi nãy còn hổ báo lắm cơ mà. Đây, mình sẽ sờ từ đằng sau lưng của con. Vãi, kêu đồng bọn ra, bó tay. Anh Niên chơi hội đồng mình rồi. Bon bét này thẩm du như đúng rồi, VIP mà cứ thẩm du. Anh mày súng khấm như thế này vẫn còn đi săn, vẫn còn yêu đời lắm. Thì
thì hiệu ứng của trái bom nó chọi ra, thay vì nổ ra khói thì nó rổ nổ ra những hạt phấn nha, nhìn cũng khá là chất. À, mình nhắc lại tên cái này là Sterling nha, thay đạn khá là chất. À, thì ông có nội à, ông có nội của mình để lại mà, hàng chất phải đúng rồi. Độ nhẹ của nó di chuyển cũng không có nặng lắm. Mình nghĩ cái này là thuộc dòng súng SMG. SMG và sau đó mình sẽ sắp mặt lờ. Đấy, mặt cua đấy, chú muốn gì? Đam cây này đã nhỏ thì chớ, đạn còn ít nữa chứ. Hàng free mà anh em, không có gì là tốt cả. Mình sẽ liệt cái này vào danh sách súng khấm nha. Nhưng mà nó thuộc dạng hàng free. Biến luôn. Chết này. Đấy, phát đấy mình biến kịp không thôi là ngậm mồm mà không biết bình luận gì nữa. Anh em xem nhớ chia sẻ clip hoặc là like, đăng ký cho mình nha. Đó là động lực để giúp mình tạo thêm nhiều clip mới cho anh em xem. Ê, hero ngồi ỉa. Vãi, anh Niên còn một ca máu ngồi nhìn. Rồi cuối cùng cũng ra đi. Mình là đang làm clip không tiện chat anh em ơi. Chat khá lắc thấy chưa? Vừa chạm vào tin nhắn thôi là lắc tung rời. Cực tung đít. Nói về parkour thì mình cũng chỉ còn biết những đường parkour cơ bản thôi, chứ mấy cái đường parkour mà gọi là thành thạo thì mình cũng đã quên hết. Giờ gần đây mình chỉ review súng cho anh em xem thôi. Đấy, bị lừa tình rồi. Quả gì bắn không lên đam vậy hả? Vai anh hô. Đấy, anh em có thể thấy cái hiệu ứng chọi ra cái đầu đạn này cũng khá là phê. Mắt ảo lòi. Cái bom đấy anh em cũng đăng nhập cũng mà nhận thôi. Hàng free hết cả. Lạc quá anh em ơi. Thôi. Chú lại quay qua cào anh à. Đồng đội có bữa nào. Phải không cover cho mình cần chiến. Nào nhau vào đây. Này thì cần chiến anh này. Còn 10 giây thôi là biến thành hero rồi. Sao thế nhỉ? Chạy đâu? Phát đấy lại ném cái bom mít. Thì thôi, lại chúa. Dùng bay sợ bị hành núp hết ráo rồi. Cái này có mạnh lắm đâu, sao lại chợ sợ cái này thế? À, đam cái này mình quên giới thiệu, có thể em bắn trên ngực thì có thể lên đến 80 mấy đấy. Nhưng bắn dưới chân thì 60 mấy. Đấy, 78 80 mấy. Đấy, anh em có thể thấy đam cái này cũng khá là ảo lòi. Lúc này lúc kia thì mình biết phải làm sao. Rồi, bơi vào đây. Mấy chú bơi vào đây. Hero, ăn đi hero ơi. À, muốn chơi mình đây mà. Đâu có dễ. Đây này. Hỗ trợ mình nào. Để mình biến hero luôn rồi mới lại ăn à. Không hiểu ý mình rồi. Thanh niên còn 600 máu, đừng có hộ báo xung sáo làm gì. Đấy, hàng của mình không được ai ăn hết. Hàng hồi nãy mình nhường thôi.
Đấy. Này đây này, đổ súng không? Lại gặp thêm một thanh niên quái vật dị dạng nữa rồi anh em ơi. Chân dài. Bay như đúng rồi, này có nghĩa hình như alien à. Đấy. Đây là chị em sinh đôi của tơ, nhưng mà ngoại hình khá là khác thôi. Đam 74 thế này thì phải lại gần Jeep thôi anh em ơi. Mình nhìn cái này thì mình cứ tưởng đến ống điếu thuốc lào. Chú định cận chiến à. Ê, lại một thanh niên quái vật dị dạng kìa. Này là phải anh em sinh đôi của kẻ quý vịt không anh em. Nhìn khá là giống đấy. Ăn bom không mất máu nào à. Chú này thì chú súng anh đã yếu thì chớ lao lên như đúng rồi. Không cào đi. Ô tơ này ngáo này. Hình như muốn kết thúc trận này nhanh anh em ơi. Cho mình ăn với. Đấy. Ngon ngay. Ô thanh niên nào vào nữa là con tơ chết oan thế. Vào nữa kìa. Vậy sao hồi nãy không chịu để cho anh tơ sống nè. Thằng nào vừa giết anh tơ đấy. Giơ tay lên nào. Anh em cover mình nào. Ôi mới hồi sinh. Cẩn thận ở đằng sau anh em ơi. Mình biết ngay mà. Giết đi anh em ơi. Đừng ngần ngại. Đừng dừng lại nào. Mình chết là mình bắt anh em đấy. Để đấy. Đạn rồi. Phải. 2 giây nữa thôi. 2 giây nữa thôi là có hero rồi. Ác độc quá. Sao clip này lâu thế nhỉ. Tới bây giờ rồi mà vẫn chưa hết trận này. Bắn ở đâu đây? Vãi liền thôi. Mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Video cũng khá là dài rồi. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha.